nên muốn gửi tới mọi người là bài hát La Vie en Rose. Xin mời. This is love and roses. When you kiss me, heaven sighs, and thought I close my eyes, I see love and roses. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where the roses chuyển nó sôi động một tí đi. Và tiếp theo xin gửi mọi người bài hát Ngày Nắng của Hoàng Quyên. Thì mọi người nên là autotune chạy bằng cơm này.
Chủ gà. Nào, bây giờ này